Rồi để xem nay coi làm ăn sao ha. Đề này tương đối hay bạn nha. Vậy bạn nào hôm nay có thời gian làm đề này chung với nhau là một cái lợi thế rất lớn. Em nay từ vựng toàn từ lạ thôi, không à. Đáp ứng nhu cầu các bạn muốn mở rộng vốn từ vựng nha, cũng như ôn lại sơ sơ về ngữ pháp. Thì đề hôm nay phục vụ cho cả hai mục đích đó. Được chưa? Rồi. Xin chào bạn Venus. Chào Tứ Oanh, Quang chào em. Quang vẫn chưa vượt ngưỡng lên 800 được. Cố gắng lên xíu em nha, cố gắng lên. Bữa đây xem như mới 700 mấy à. Ráng lên tí nữa nha. Phần 7 còn thấp á. Rồi bạn Thu Hằng, bạn Trâm Anh, xin chào bạn. Ok. Nha, như đã giới thiệu đầu đề thì cái đề này tương đối hay và nó có rất nhiều từ vựng quan trọng và từ vựng lạ bạn sẽ tiếp xúc, đúng không? Để cho mình mở rộng. Được chưa? Rồi. Này đi gió về biết sao bị trúng cơn gió độc sao mà bây giờ thì nhức đầu quá bạn ơi. Nên thông cảm, có thể giọng này không được dữ dội như mọi hôm nha, thông cảm giùm bữa, chắc cố gắng hết sức. Rồi chào bạn Trịnh Huy Tuấn. Ok, xin chào Lê Ngân, chào em. Rồi ba câu đã xuất hiện trên bảng rồi ha, mình cứ từ từ mình nghiền ngẫm đi là vừa bạn nha. Rồi bắt đầu thôi ha, ba câu đầu đâu mà. Câu số 101, câu rất dễ nhìn ra ngay, làm ngay nhá. Câu số 102 thì câu này phải dịch nhẹ một tí ha. Và câu số 103, câu cũng dễ luôn. À, Ngọc Trương, xin chào bạn. Rồi, chờ đợi ha, tôi chờ tôi ngồi tôi chờ thời coi ai đã đáp án ba câu liên tục coi làm sao nha. Rồi. Ok, vừa mới nói xong liền Hoa có ngay đáp án câu số 1 là câu C. Câu 2 là câu A và câu 3 là câu D. Rồi ghi nhận đáp án nha. Những bạn khác thì sao? Vì sự nghiệp của tụi em. Ok. Chuyện nhỏ em, tôi nói đó thôi. Chuyện nhỏ nha. Livestream là nghề tôi rồi. Chả vấn đề gì. Rồi, những bạn nào đã xem rồi cho đây hỏi đáp án đấy bạn. À, xin chào chị Ngân Bách. Rồi, xin chào chị Ngân. Rồi. Câu số 101. Bạn ơi, bạn nhìn thầy nha. Sao chấm chấm bạn có ngay cái chữ staff. Và đối với những người mà có học từ vựng tương đối kỹ càng thì bạn biết ngay cái chữ staff nó chính là nhân viên, đúng không ạ? Là danh từ chỉ người. Và hẳn nhiên rồi, đó mà hẳn nhiên rồi, đứng trước danh từ chỉ người thì bạn chọn ngay giùm thầy đáp án phải là câu C. Đó mà tính từ sở hữu nhân viên của họ. Rồi bạn Huy Tuấn, bạn Tỷ Thái và Ngọc Phúc đều có đáp án rất chính xác nha. Chị Te đứng ngay trước danh từ. Tính từ sở hữu đứng ngay trước danh từ, đứng ngay đầu cụm luôn nha. Đáp án là câu C. Ok. Câu số 102 kẹo mà. 102 thì có hai bạn chọn câu A rồi. Ok rồi, ghi nhận ha. Còn gì nữa không ta? Câu này cũng tương đối quen thuộc đúng không? Đối với những ai mà có từ vựng tương đối tí là nhớ ngay. Cái chữ training này là tập huấn, đào tạo đúng không ạ? Important đó là quan trọng. Title đó là tựa đề hoặc là danh hiệu, đúng chưa? Và helping đó là giúp đỡ. Ok. Và đối với câu số 102 thì bạn chọn đáp án câu gì đây? Có bạn Huy Tuấn và bạn Đình Nhân, bạn cũng chọn câu A. Bạn Trịnh Tiến cũng chọn câu A luôn ở câu số 102. Ok. Còn những bạn còn lại làm sao ha? Như mình mới vào mình chưa định hình kịp đúng không? Rồi hãy hỗ trợ luôn nha. Rồi. Tất cả những cái professional, tất cả những cái chuyên gia lau chùi dọn dẹp ở đây thì đều đã undergone, đã trải qua tập huấn đào tạo nha. Đáp án đó là câu A. Rồi, rất chính xác. À, nói về nhân viên, nói về chuyên gia, em đi ngay với chữ đào tạo thôi, rất đồng nghĩa với nhau. Đúng không em? Rồi, câu số 102, đáp án là câu A. Ghi nhận nha. Câu số 103. Đợi mà. Câu số 103, mình làm nhanh gọn lẹ đi, mấy câu này chưa có gì phức tạp mà. Đó mà, mang tiếng là đề này rất nặng về từ vựng, nhưng những câu đầu thì đương nhiên là nó mang tính là khởi động thôi, bạn ha. Rồi Ngọc Trương và bạn Thông Nguyễn, bạn chọn ngay đáp án là câu đi. Hồi nãy thì thấy cũng có hai bạn, bạn Đình Nhân, bạn Huy Tuấn cũng chọn câu số 103 là câu đi. Ok, còn gì nữa không ha? Trịnh Tiến chọn câu đi. Rồi, thế đầu tiên thì nói bạn nghe, bạn phân biệt này cái chữ no nha và chị not, nhớ em này bạn nha. Chị no này thì cộng ngay với danh từ, đâu mà không có gì đó, được chưa? Còn cái chị not này bạn phải đi với động từ hoặc là đi với động từ to be. Được chưa? Thì đáp án bạn nó chỉ có thể là câu đi thôi. No extra cost, không có chi phí phụ thu, đúng không? Không có chi phí bị dư ra, không bị phụ thu. Đáp án chắc chắn đó là câu đi ha. Cái chỗ này dành cho những bạn nào mà quên mất sự khác nhau giữa chữ no và chữ not, được không? Thì trong tình huống này thấy no là cộng ngay một danh từ, thế thôi nha. Đáp án của em nó là câu đi. Được chưa? Rồi, ghi nhận cả nhà. 3 câu đầu tiên. Ok, câu số 104. Câu này thì chắc chắn là mấy bạn đều nhìn thấy hết rồi ha. Rồi, bạn chọn đáp án là câu gì đánh nhanh để mình qua luôn câu số 105. Được không em? Câu số 103 là câu đi, ghi nhận ha. Thế còn câu số 104 thì sao bạn nhà? Câu này học bài kỹ tí đánh ngay, không cần phải nghĩ nha, không có lăng tăng gì hết. Câu số 104 sao em nhỉ? Em thấy ngay sau chấm chấm nó có xuất hiện cái chữ là, xuất hiện ngay chữ or. Mình nhớ ngay tới cái cặp bài trùng, đúng không em? Cái cặp bài trùng em rất hay gặp either đi với or và neither để đi với nor, both thì đi với and, kèm không? Và thầy tin chắc rằng các bạn đều chọn được. Đáp án là câu A. Con bạn Bích Phương bạn nhớ hay nhầm. Còn tất cả mọi người đồng quan điểm với nhau ở câu A nha. Chỗ này chắc không cần phải nói gì thêm, thơm à. Rồi, ghi nhận ha, rất tốt. Khang Minh nè, Bảo Chí Trần nè, Trần Hải nè, đúng không? Hải em cũng chọn đúng, ok. Rồi, câu số 105 thì sao? Câu số 105 là câu rất hay. Đây là câu yêu thích của thầy. Đầu tiên, câu số 105 là câu bắt đầu mở ra một cái chương mới. Nó mở ra một cái phần mới cho cái đề này. Câu số 104 là câu A. Còn câu số 105 thì là câu gì ta? Câu 105 thầy nhìn lên đáp án thì thấy có nhiều bạn chọn câu A, nhưng mà có bạn vẫn muốn chọn câu B hoặc là câu C. Rồi, thế bây giờ thầy nói em nghe, hình như hôm nay Việt Nam đá banh với Triều Tiên thì phải. Rồi, em ơi, em có cái từ quan trọng nhất khi em cần nhìn là chữ and. Em nhớ em thầy chữ này nha. Nhắc lại luôn cho em nhớ nè, chữ and, chữ or hoặc là chữ but. Ba chữ này là cấu trúc song hành. Thầy nhắc lại cho em nhớ, ba cái chữ này là cấu trúc song hành, tức là đứng trước là thành phần gì thì đứng sau là thành phần đó. Được chưa? Trong tình huống này em phải đánh giá được giùm thầy nha. Cái chữ planning, đố em luôn, chữ planning là loại từ gì? Câu số 105, cái mấu chốt của em là chữ and và chữ planning là loại từ gì? Thì bạn hoàn toàn bạn đoán được với cái cách nghĩ là careful là tính từ, đúng không em? Như vậy thì planning đứng sau tính từ, nó phải là danh từ. Planning trong tình huống này bạn dịch nghĩa là việc lên kế hoạch. Kịp không em? Kịp không? Như vậy chữ planning đứng trước and là danh từ, thì đứng sau and cũng là danh từ luôn. Đó, được không em? Chính xác, các bạn đều đoán đúng là danh từ. Và bạn phải nhìn nè, thứ nhất nha, planning này là danh từ chỉ vật, đứng trước chữ and là danh từ chỉ vật, thì đứng sau chữ and cũng là danh từ chỉ vật. Em ha, thấy chưa? Nếu như bạn nhớ được cái chữ and, cấu trúc song hành, bắt cầu qua ngay, đứng trước chữ and là danh từ chỉ vật, thì đứng sau chữ and cũng danh từ chỉ vật. Đuôi sình của em đã hiện hữu, lưu ý em nha. Và cái thứ hai thầy muốn nhấn mạnh em luôn, nếu em muốn đánh câu đi thì em phải nhớ rằng coordinator, danh từ chỉ người, đếm được thì số ít em phải có an, số nhiều em phải có s hoặc is. Điều đó dẫn đến câu 105 không thể chọn câu nào khác ngoại trừ câu A. Nhớ nha, quan trọng lắm á, ai chọn sai lưu ý lại giùm thầy. Không em đoán được mà, đã thi nhìn biết ngay. Rồi câu số 106, nhiều người chờ đợi quá, thầy nói luôn nha. Câu số 106 thì có bạn Hoa nè, bạn Huy Tuấn, bạn Lê Ngân, bạn Tỷ Thái, Ngọc Phúc đều nghĩ rằng là câu C, bạn Hoàng Đăng cũng cho là câu C, Ngọc Trương đồng quan điểm luôn. Và thầy cũng rất nhiệt tình, nhiệt liệt chúc mừng các bạn mà chọn được câu C ha. Như vậy chỗ này thầy nhắc lại về cách làm bài, được không em? Nhắc lại về cách làm bài. Khi đáp án có đuôi ly, em nhớ giùm thầy nè, khi đáp án có đuôi ly em lập tức kiểm tra tính đầy đủ giùm thầy em nha. Em lập tức kiểm tra giùm thầy tính đầy đủ. Và ở đây nó đủ là đủ cái gì? Will cộng với work là verb không, đúng không? Và cái keyword là nội động từ, không cần tân ngữ gì hết, sẽ làm việc để duy trì vậy thôi. Như vậy không cần chia bất kỳ gì nữa cả, ngoại trừ doily. Đó mà. Như vậy thầy nhắc lại một lần nữa nha. Khi nào tôi chọn doily? Khi mà cấu trúc đã đủ và trong tình huống này will cộng verb không, và sau chữ verb này không cộng tân ngữ gì hết, vì này là nội động từ. Đương nhiên đáp án nó phải là câu C. Được không? Đó, ghi nhận nha. Đây này hay lắm. Càng về sau càng sẽ thấy hay, chắc chắn luôn. Rồi, câu số 106 mình chọn đáp án là câu C với doily. Được không em? Rồi, câu số 107 thì sao bạn ha? Rồi, chờ đợi đáp án đến từ phía đội nhà nha. Thầy thì đọc đáp án hết thì nhanh thôi, nhưng mà thầy muốn các bạn cùng tham gia vào. Thầy muốn các bạn cùng nhau suy nghĩ và đánh giá được cái câu này để bạn thấy rằng là bạn suy nghĩ đúng ở chỗ nào và sai chưa phù hợp ở chỗ nào nha, nên cố gắng suy nghĩ giùm thầy. Rồi tất cả các bạn hình như nghĩa lên đáp án rất là quyết tâm ở câu đi, đúng không ạ? Rất quyết tâm ở câu đi. Và thầy thấy rằng times danh từ số nhiều, đúng không em? Đúng không cả nhà? Cả nhà thấy danh từ số nhiều chọn ngay giùm thầy câu đi em ạ. At all times, ở mọi lúc. Đó mà, đáp án đó là câu đi với danh từ số nhiều luôn, đúng không? All danh từ số nhiều, at all times, ở mọi lúc nha, đi với danh từ số nhiều. Rồi, câu số 107 đơn giản quá thôi, mình tới đó thôi nha. Câu số 108. 108 giờ có Ngọc Phúc bạn chọn câu B, Đình Chiến cũng chọn câu B, Tú Anh cũng chọn câu B luôn. Rồi, được không? Còn gì nữa không? Tỷ Thái chọn là câu A, thế mới hay. Thanh Hằng chọn câu B. Nhưng đa số là mấy bạn chọn câu B nhiều hơn đó mà. Rồi bạn Nguyễn Yến nghĩ là câu đi hả? Có phải bị nhầm không nhỉ? À, thế thì em ơi, em nhận xét, em đánh giá em thầy câu số 108 nè, em đánh giá nè. Em thấy nè, động từ have not, đúng không? Và lại động từ là have left. Như vậy câu số 108 em thấy ngay câu này có tới 2 động từ. Em đánh giá cho đúng nha. Nhiều khi bạn chọn câu A vẫn được, bạn chọn câu A vẫn được, nhưng trong tình huống này bạn nhìn thầy câu này có tới 2 động từ. Như vậy em cần 2 chủ ngữ. Em chọn ngay đáp án đó là câu B. Vì hiển nhiên chữ who thay thế cho chữ mechanics. Và đối với những bạn nào chưa biết nghĩa của chữ mechanics thì thầy dịch nghĩa luôn nha. Mechanics là thợ máy. Thay thế cho danh từ chỉ người, chỉ có thể là chữ who thôi. Nhớ nha, bạn không đánh chữ đây vô đây được, vì nó không nối 2 câu với nhau, đúng không? Đang là người mà, một người mình làm 2 hành động thì nối bằng chữ who. Đậu em, đáp án là của Bi ha. Đơn giản rồi, suy nghĩ sao xa quá. Được chưa? Câu số 109 thì thấy cũng có vài bạn nhắm nhứ ở câu A rồi. Ok, câu 109 ha, sao ta? Còn ai nữa không? Nhưng bạn Ngọc Phúc thì bạn nghĩ là của B. Bạn Ngọc Phúc bạn nghĩ 109 là câu B. Tú Anh cũng nghĩ 109 là câu A luôn. Ok. Rồi bây giờ trong thời gian chờ đợi bạn suy nghĩ thì hỗ trợ về nghĩa tí nha. Operate sẽ là vận hành, hoạt động, đúng không em? Meet này là gặp hoặc là đáp ứng, đúng chưa? Arrange sắp xếp, đó mà, sắp xếp. Và produce là sản xuất, đúng chưa? Như vậy đối với câu số 109 chắc hẳn nếu bạn dịch nghĩa đàng hoàng, bạn dịch hơi kỹ tí là đánh ngay thử nha. Rồi bạn dịch đơn giản là train thế thôi, không cần dịch là cái tàu về phía bắc là tàu về phía tây gì đó, không cần, phía đông thì không cần nha. Bạn dịch đơn giản là hầu hết những cái tàu này sẽ vận hành vào cái lịch trình sớm hơn. Như vậy câu số 109 bạn chọn ngay chỉ đề đáp án là câu A khi nhắc tới chủ ngữ là những cái con tàu trains. Được chưa? Câu số 110. Ôi thôi câu này dễ quá ha. Câu này mà ai mà học tiếng Anh là phải biết rồi. As soon as, ngay khi, đúng không em? Nó có nghĩa là ngay khi. Đáp án chắc chắn đó là câu đi ha. Cái chỗ này thì chắc không cần bạn cãi nữa ha. Câu số 109 là câu A và câu số 110 là câu đi. As soon as, xong, ngay khi. Dịch nghĩa đã thử nha. Cái cô ông này muốn đề nghị cho nhân viên hợp đồng mới ngay khi mà anh ta quay về nhé. Đương nhiên câu D đó. Câu số 11 Trời, hôm nay toàn thánh nhân làm rất nhanh, làm tôi rượt không kịp. Rồi các bạn chọn câu đi nhiều lắm. Câu số 1 các bạn chọn câu đi nhiều lắm. Và thầy nhắc lại nha em ơi, khi đáp án có đuôi ly, em lập tức kiểm tra tính đầy đủ. Đúng không em? Nhớ giùm thầy nha, khi đáp án có đuôi ly lập tức kiểm tra tính đầy đủ. Đầy đủ là gì ta? Chủ ngữ này, động từ, nội động từ này. Hết rồi, kêu không em? Hết rồi. Đương nhiên mình chọn đuôi ly là xong nha. Đơn giản đó. Khi câu đã đủ, cấu trúc đã đủ, mình chọn đuôi ly để bổ nghĩa cho câu đó. Thế thôi. Đáp án nó là câu 11 sẽ là câu đi. Nhớ này bạn nha, khi đáp án có đuôi ly lập tức kiểm tra tính đầy đủ. S cộng đậu nội động từ là đã đủ rồi, không thiếu gì hết thì tôi chọn luôn đuôi ly. Được chưa? Rồi câu số 112. Câu này từ vựng cũng quen quá rồi nha. Ai mà chọn sai là hồi tối nay nhịn ăn cơm. Thôi mà, tối nay nhịn ngủ đi, ngồi giải phạt. Được chưa? Câu số 102 bạn thấy cái chữ report, báo cáo rất là chi tiết nha. Có một cái báo cáo chi tiết hơn. Chi tiết hơn chứ sao mà đính kèm được, đúng không? Báo cáo chi tiết hơn. Cả nhà cùng song sáo câu C là một dấu hiệu rất tốt, vì đáp án nhận định được từ vựng rất nhanh, đúng không? Rồi, xin chào bạn Vi Nga, xin chào bạn. Vào hơi trễ em ha. Rồi, câu số 12 là câu C, vừa vào đáp án luôn. Kinh thật. Rồi, câu số 113 em ha. Câu số 113 thì sao? Rồi, câu này cũng là câu tương đối hay. Câu này cũng là câu các bạn hay bị nhầm. Câu số 113. Bạn chọn đáp án câu gì? Bạn Hoa, bạn chọn ngay câu A, câu số 13. Bạn Yến, bạn nghĩ rồi, ok rồi. Câu số 13 bạn ha. Cả nhà ơi, câu số 13 thì sao đây? Bạn Ngân cũng chọn câu A. Đình Chiến cũng cho là câu A luôn. Thế thì lý do là gì mình lại chọn câu A bạn nha? Lý do là gì mà câu số 113 mình lại chọn câu A ta? Như vậy thì thầy dịch nghĩa cho bạn thấy. Cái chữ highly này không phải là cao, mà highly này nó tương tự với chữ very. Đâu mà là rất nha. Bản chất của chữ highly là giống như chữ very vậy đó, là rất. Được chưa? Như vậy thì mình đi với một tính từ thì mình chọn very, rất. Được chưa? Đáp án là câu A. Thế thôi. Rồi câu số 114 bạn làm thử luôn nha. Giờ mình làm thử một lèo luôn từ 114 tới 116 coi làm sao bạn nha. Thử đi bạn. Câu số 114 được không cả nhà? Câu số 114, không biết có anh hùng hảo hán nào mà nhớ nghĩa của câu số 114 hay không nên mới khổ. Rồi ok, bạn Siêu Family bạn chọn câu C, một người ha. Câu số 114, một người. Rồi còn gì nữa không? Những anh hùng hào kiệt còn lại đâu à? Anh hùng hào kiệt còn lại đâu, mất tiêu hết rồi. Chưa đáp án gì hết nha. Rồi câu số 14, câu gì ta? Bạn Tú Oanh cũng nghĩ là câu C. Rồi nhưng mà bạn Đình Chiến nghĩ là câu A. Bạn Huy Tấn cũng chọn câu C luôn. Ok, rồi. Bạn Hoa cũng chọn câu C. Rồi thế mình dịch nghĩa thử với nhau bạn nha. Ever là trước giờ, anymore là nữa, hơn nữa, đúng không? Briefly là ngắn gọn. Một cái chữ bạn rất hay quên, briefly là ngắn gọn và extremely là cực kỳ. Đúng chưa? Thế thì như bạn Ngọc Phước là bạn Vũ Nguyễn này và rất nhiều bạn khi nãy, khi bạn nhớ được cái từ vựng này rồi, đánh rất dễ. Và thầy nói bạn nha, những từ vựng này toàn mấy chữ quan trọng không à. Mình hụt chỗ nào, mình quên chỗ nào, em ơi lấy giấy ra ghi nhận lại ngay. Được chưa? Thế đáp án của em nó sẽ là câu C. Cái manual này thì bao gồm một cách ngắn gọn những cái chi tiết về gì đó nè. Đáp án nó là câu C. Được chưa? Bao gồm, bao phủ một cách rất ngắn gọn, bao quát nha. Đáp án là câu C. Rồi, câu số 14 chốt luôn câu C. Còn câu số 15 thì sao bạn ha? Cẩn thận nha, toàn từ vựng quen không á. Rồi, câu số 15 bạn Tú Anh bạn chọn câu đi, một người. Lê Ngân, Ngọc Trương cũng chọn câu đi, Đình Chiến cũng cho là câu đi luôn. Siêu Family, rồi ghi nhận nha, đáp án của tất cả các bạn đều là câu đi đúng không? Còn gì nữa không ta? Có ai có cái suy nghĩ nào nó bứt phá tí không? Có ai có suy nghĩ điều khác không? Rồi, ghi nhận nha. Bạn Mạnh Ninh cũng chọn củ đi luôn đúng không? Lê Trúc chọn củ đi. Rồi, thế thì cái chỗ này bạn cần nhìn. Cái chỗ này bạn phải dịch nghĩa đó nha. Rồi, thường nó mất 1 tháng để sửa chữa những cái này. Vì vậy sẽ bị delay 1 tháng. Rất chính xác. Đáp án câu số 15, đáp án là củ đi, trì hoãn. Nha, vì phải mất 1 tháng để sửa chữa mà, đúng không em? Như vậy thì phải bị trì hoãn 1 tháng nha. Đáp án của em đó là câu cậu đi. Rồi, câu số 16 thầy chỉnh luôn cho bạn dễ quan sát ha. Rồi, câu số 16 tới câu số 18. Được không? Nguyên một lèo luôn bạn ha. Ok. Câu số 16, câu số 15 là câu đi rồi ha. Câu số 16 là câu gì? Cái chỗ này là cái lưu ý rất quan trọng nha. Thầy dịch nghĩa bạn là achieve là đạt được, obtain cũng là đạt được luôn. À, nhưng mà cái này thầy có đề cập ở trong lớp nâng cao. Nếu như bạn nào đã từng học lớp nâng cao của thầy rồi thì bạn sẽ biết được sự khác biệt giữa câu be và câu đi. Vì trong tình huống này câu be cũng là đạt được và câu đi cũng là đạt được luôn nha. Nhưng mà em phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Achieve là đạt được, nhưng mà nó sẽ là những cái vô hình. À, còn obtain là đạt được, nhưng đạt được cái hữu hình. Được không? Cái này đa phần là tôi chỉ chia sẻ trong lớp nâng cao thôi nha. Nhưng hôm nay mình gặp, mình thấy, mình làm luôn, xử lý nhanh gọn lẹ, được không cả nhà? Như vậy đối với câu số 116, khi bạn dịch nghĩa ra bạn thấy cái chữ này, insurance nha, sự bảo hiểm. Đó mà, bảo hiểm thì đây là một cái vật hữu hình, đó là một cái tờ giấy bảo hiểm nha. Đáp án bạn nó phải là câu đi. Nhớ rằng câu bi này đi với những cái vô hình thôi, không cầm nắm được nha. Câu đi là có giấy bảo hiểm thì đương nhiên mình chọn đáp án là câu đi rồi. Được chưa? Lưu ý nha, đừng làm gấp quá. Đó mà, làm câu nào chắc câu đó. Dạ, thầy hướng dẫn kỹ lắm nên bạn chịu khó bạn ghi nhận lại, đừng để sai vào những lần sau nha. Rồi mình tới luôn câu số 17. Chắc là bạn nhìn cũng ra rồi nha. Câu này thì chắc thầy cũng chả cần nói nhiều. Bạn thấy ngay lại là có duly, lập tức kiểm tra tính đầy đủ nha. Thầy phân tích cho bạn thấy nè, lập tức kiểm tra tính đầy đủ. Chủ ngữ của em là cái chữ wholesale buyers. Động từ là purchase, mua bán. Và merchandise là danh từ, tân ngữ, hàng hóa. Như vậy bạn thấy ngay S cộng V cộng O, cấu trúc cực kỳ đầy đủ rồi. Đúng không em? Em chọn luôn đuôi C, câu đuôi ly với còn gì nữa. Thơm cả nhà. Rồi, ghi nhận ha, rất tốt. Đánh như vậy mới gọi là đánh bài đó, đúng không? Đánh đáp án đó, đúng không? Vô đánh liên tù tì nha. Đơn giản, đừng để bị khựng lại. Câu số 18. Được không em? Câu số 18 nghĩa lên thì có 5 bạn chọn câu A. Bạn Phạm Cường, Tú Anh, Ngọc Trương cũng đều chọn câu A. Bạn Hoa cũng chọn câu A luôn. À, Hoa thì hôm nay lần đầu tiên thấy bạn rất là nhiệt tình, đúng không? Rất là sôi động. Đánh liên tục. Rồi, Huy Tuấn cũng chọn câu A. Hương Trang cũng cho là câu A. Rồi, thế thì bạn thấy ngay đó mà, bạn thấy ngay. Sau chấm chấm bạn có chị ladies, danh từ số nhiều. Đúng không cả nhà? Nếu như đây là danh từ số nhiều, bạn nhớ ngay among cộng với danh từ số nhiều giữa những, đúng không? Dịch nghĩa luôn nha, dịch nghĩa thử câu này luôn cho nó hợp lý về nghĩa luôn nè. Rồi, cái Fresh Twister Energy Drink, đúng không? Cái thức uống năng lượng Fresh Twister thì được làm bởi nước chanh tươi và rượu đỏ và có xu hướng, đúng không? Bán được chạy nhất là giữa những cái người mà phụ nữ với nhau, là những người này là mua nhiều nhất nha. Đáp án đó là câu A và chỉ có câu A thôi. Lưu ý với thầy nha, among cộng danh từ số nhiều. Ok. Rồi, mình tới luôn câu số 19 em ha. Mình tới luôn câu số 19 nha. Kịp không? Rồi, ok. Rồi, coi mấy bạn xoay sở làm sao câu số 19 đây. Rồi, Đình Nhân chọn ngay quay. Thị Hải chọn oxy. Hai đáp án à. Hai thái cực, đúng không ạ? Vừa mới lật sang là đã có hai đáp án, hai thái cực rồi. Rồi Đình Nhân chọn cô A, Thiện Hải chọn cô C, Siêu Fami chọn cô B, Tú Anh chọn cô C, Ngọc Trương cũng chọn cô B, Hoàng Đăng chọn cô C. Đã sẽ bắt đầu rồi đúng không? Bắt đầu sẽ có cái trận chiến này lửa giữa hai đáp án đâu mà. Hôm thi xong giờ mới xem lại livestream của thầy. À Thùy Lưu ơi, em thi được không? Thi ổn không Thùy Lưu? Hàng gì dạo này không thấy em lên livestream nữa. Rồi ok, theo như thầy đánh giá thì mấy bạn chọn rất nhiều đáp án mà không ai chịu nhường ai, đúng không? Như vậy mình thử nha, mình thử nha. Đầu tiên em nhớ rằng là khi em đi chia thì em cái bước đầu tiên cần làm là em xét thì giùm thầy nha. Em xét thì trước. Câu này mà chưa có thì á, thầy bạn mới đi chia, đúng chưa? Còn câu mà có thì rồi thì em lập tức đổi sang rút gọn, đúng không? Em đi chia thì dựa theo trụ ngữ hoặc là thời gian. Em rút gọn thì có verb in hoặc id cộng 3 hoặc là to verb, đúng không? Mà trong tình huống này thì nhận xét với em nè, chủ ngữ em là chữ she và chủ ngữ này là chưa có đi chia thì, như vậy bạn phải đi chia thì nha. Đi chia thì nè, chủ ngữ là she, không đánh được câu A vì câu A thiếu s rồi, không đánh được câu D vì câu D thiếu động từ to be. Và bạn thấy ngay đây là chữ will, chuyện này chưa xảy ra nha, chuyện này chưa xảy ra được. Thế thì câu C là câu cũng chưa hợp lý lắm. À như vậy đáp án các bạn nha, thầy tụ chung lại sẽ là câu B đó mà. Cái tức là cái chuyện này chưa kết thúc, cái chữ prepare là đang diễn ra. Dịch nghĩa nha, khách thì sẽ có thể gặp được Taylor Swift bởi vì cô ta chuẩn bị để trình diễn trong đây nha. Đáp án là câu B. Thế thì nhắc lại một nữa cách làm bài về đi chia thì. Đầu tiên mày phải xét câu này có thì hay chưa. Nếu chưa có thì mới đi chia nha. Câu này chưa có thì, C lập tức loại liền câu A và câu D. Câu A thiếu S rồi, còn BC và bạn chọn câu B với tình huống rằng thời gian là chữ will, được chưa? Rồi câu số 20 thì sao ha? Có nhiều người chọn câu A lắm. À bạn Đình Chiến chọn nhầm luôn. Bạn Đình Chiến ok vẫn chọn câu A. Và chỗ này thầy hy vọng rằng bạn thấy cái chữ request. Bạn phải hiểu nè, bây giờ bạn có thể nghi ngờ rằng request là động từ, chuyện rất bình thường. Thầy nói bạn nghe, bạn có thể nghi ngờ cái chữ request là động từ, nhưng bạn phải nhìn giùm thầy nha. To em phân tích với nhau đi em. To em cộng verb không, em đồng ý không? To thì phải cộng verb không. Như vậy nếu như request này mà là động từ thì nó phải là verb không. Em chịu không? Em phân tích ra cho kỹ nha. Em không biết đánh đại được, không đánh lại được. Em đánh thật kỹ. Em phải nhìn nè, nếu to cộng verb thì đây phải là verb không, mà chữ request này không phải verb không. Như vậy thì đây không phải verb không, mà đây đứng cuối cộng rồi thì request là một danh từ. À mà đứng trước danh từ là một tính từ. Tính từ tôi xác định bằng cách tôi bỏ ly đi, đúng không cả nhà? Đáp án của em nó là câu A. Được chưa? Lưu ý nha, cái chữ request này nó hơi đặc biệt tí, nó vừa danh từ vừa động từ. Thế thì tôi phải nhận xét rằng đây là danh từ, vì đứng sau chữ to không thể nào thêm s được nha, thì nó không động từ được đâu, nó là danh từ thôi. Lưu ý nha, nó hay chỗ đó, được không? Mình phải nhận định cho đúng chứ không đoán đại, đúng em? Rồi, câu 20 chốt luôn đáp án là câu A. Mình tới câu số 21. Được mà, câu số 21. 21 thầy nghĩ lên có Phi Võ, bạn chọn câu C. 21 ai chọn đúng không? 20 cẩn thận nha, 20 thì chọn câu A rồi đó. Rồi, câu 21 thì có một bạn chọn câu C rồi. Còn gì nữa không? Thầy dịch nghĩa sơ sơ nha, hồi hỗ trợ tôi phục vụ tận răng luôn á. Impulsive là bốc đồng nóng nảy. Approximately là xấp xỉ đúng không ạ? Consistently là luôn luôn. Nhất quán. Và readily là sẵn sàng thôi, đúng không? Như vậy đối với câu số 21, bạn thấy ngay bạn dịch nghĩa nè. Performance, lúc này bạn dịch cho đúng, performance có nghĩa là năng suất, hiệu suất, đúng không? Anh này thì đóng góp và cái năng suất hiệu suất luôn luôn rất là cao, luôn luôn rất là mạnh mẽ, đúng không? Cả nhà đều chọn đúng câu C, nhưng mà bạn nên ghi nhận về nghĩa những câu còn lại luôn nha. Bữa sau lỡ gặp lại, mình biết đường mình đánh ngay em ha. Rồi đáp án của em nó phải là câu C đâu mà. Và nhớ em này, cái chữ performance lúc này mình không dịch là trình diễn nữa, mình dịch là năng suất, hiệu quả. Do hiệu quả là luôn luôn rất là mạnh mẽ, luôn luôn rất là tuyệt vời nha. Đáp án của bạn là câu C, consistently. Đúng rồi. Câu số 22 kịp không? Rồi câu số 21 đã xong, mình tới câu số 22 em nha. Câu số 22 thì có bạn Hoa, bạn chọn câu C, Mỹ Linh cũng chọn câu C. Câu này bắt đầu có vấn đề, đúng không? Tôi nói vậy thôi. Câu 22 là câu có vấn đề. Rồi. Rồi bạn Ngân bạn chọn câu C. Ok. Thùy Lưu cũng chọn câu C. Thùy Lưu hồi nãy thầy chưa biết là Thùy Lưu thi có ổn không? Thùy Lưu có thể review đề lại cho cả nhà cũng biết được không? Đâu mà bạn Thùy Lưu á. Rồi câu số 122. Rồi dịch nghĩa đó cho bạn nha. Town là thành phố, anger tức giận, list là danh sách, đúng không ạ? Và rate là tỷ lệ hoặc là giá tiền. Đó. Vì trong tình huống này, thứ nhất là bạn thấy chữ of là bạn nghi ngờ ngay, đúng không? Bạn nghi ngờ ngay, list sẽ đi với off, đúng không? Thứ hai, bạn chỉ cần dịch nghĩa đó thôi là xong nha. Dịch nghĩa này có, đúng không? Có thể câu C hoặc có thể câu D, lưu ý nha. Rồi giờ bây giờ bạn dịch nghĩa câu C đó thử, bạn nghi ngờ câu C mà có chữ off mà, đúng không? Dịch nghĩa thử nha. Có một cái danh sách gia tăng của những người mà phản đối việc xây dựng. Thế thì danh sách gia tăng là cái gì? Nó không hợp lý lắm thì phải, mặc dù câu C đánh vô thì nó cực kỳ phù hợp với chữ off, đúng không? Thì lúc này mình nghía xuống cái câu D, đúng không? Cái chữ rate là có một cái tỷ lệ lớn, có một cái tỷ lệ đang gia tăng về những cái dân cư phản đối, đúng không? Đáp án của bạn đó là câu D nha. Có một cái tỷ lệ đang gia tăng rất lớn, được chưa? Đáp án là câu D nha. Câu C thì danh sách không gia tăng, được không? Rồi câu số 23 kìa mà. Thì khó nghe lắm, đọc thì cũng không khó, những đề thầy giải. Đúng rồi, phần đọc thì thầy nhận xét rằng đề đọc á không có những cái nổi bật nhiều, thông thường là mình sẽ có khó vào phần nghe. Phần nghe thì thầy chia sẻ luôn là mấy bạn nên bổ sung cập nhật từ vựng liên tục bằng cách là bạn phải nghe nhiều và phải nốt lại từ mới nha, thì bạn mới nghe tốt được. Chứ thực ra bây giờ thì nói nghe, phần nghe là phần rất khó nha. Phần đọc thì nó dễ đó, phần đọc mà quanh đi quẩn lại nhiều đó thôi, mình làm với nhau nhiều là mình dư xăng em ha. Nhưng phần nghe là cái quan trọng nha, cập nhật mỗi ngày. Rồi quay lại với đoạn câu số 23, có nhiều người chọn cô Bi quá, không biết cô Bi có nghĩa là gì ha. Rồi walk by nó bằng với chữ walk past đồ mà. Rồi walk by và walk past, nghe part one thấy câu nào cũng đúng thầy ơi. Đó, do từ vựng và do cái có thể là do tâm lý nữa, khổ lắm nha. Cố gắng lên những bạn sau này đi thi, cố gắng nha, cẩn thận, bình tĩnh, tập trung từ vựng mỗi ngày. Rồi thế này dịch nghĩa bạn nè, walk by bằng chữ walk past, cái này có nghĩa là đi qua hoặc là bỏ qua, được không? Thì dịch nghĩa thử nha, thì dịch nghĩa thử câu số 23 này. Để đi tới được cái Puritan House thì hãy quẹo phải và đi qua cái tòa nhà mà có những cái cột màu trắng nha. Đáp án bạn nó phải là câu của Bi. Rất nhiều người chọn của đi, nhưng bạn phải hiểu là walk down là đi xuống phía dưới, mà không thể đi xuống phía dưới tòa nhà được nha. Bạn chỉ walk past thôi, walk past có nghĩa là đi qua, đi ngang qua, bỏ qua nha. Đáp án của em đó là câu của Bi. Cẩn thận giùm thầy nha, nhiều bạn không biết là bạn hay chọn của D á, cũng là một từ vựng lưu ý đó nha, cần lưu ý. Rồi câu số 24, đúng không? 24 thì có Lệ Trinh. Lệ Trinh làm rất nhanh, Lệ Trinh dẫn đầu luôn, chọn của D. Rồi ghi nhận ha, Lệ Trinh chọn của D. Rồi Thanh Hằng cũng chọn cô D luôn. Ok. Huy Tuấn chọn cô D, Hoa cũng chọn cô D, Đình Nhân cũng cho là cô D. Rất nhiều người đồng quan điểm với nhau. mà không biết cái nguyên cớ gì mà mình chọn cô đi ta. Thế thì bây giờ mình thử xem nha em nha. Chủ ngữ của em là Mr. Morton, đúng không? Đây là chủ ngữ số ít. Thế là bạn chọn ABCD đều đúng hết, đúng không à? Đều đúng hết. Thứ nhất, thứ hai, bạn nhìn sau chấm chấm có tồn tại tân ngữ. Em lưu ý nha, có tồn tại tân ngữ, mình không thể chọn bị động được. Câu A nó sai nha, câu A nó sai, đúng chưa? Và thứ nhất, thứ hai, bạn thấy nè. Xong rồi, bạn còn 3 câu này thôi là dấu hiệu thời gian mà during 10 years, trong một khoảng thời gian 10 năm, đúng không? Thay vì nó nói chữ for, thay đổi thành chữ during, đúng không ạ? Trong suốt 10 năm thì anh này anh đã đóng góp và đã cống hiến, anh đã khuyên nhủ rất nhiều. Đáp án của em đó là câu đi, và chỉ có câu đi thôi, đúng không ạ? Đúng không? Trong suốt 10 năm thì người này đã cống góp rất nhiều, đúng không? Rồi, câu số 25 kìa mà. Câu số 25. Ok. Rồi, kìa mà. Câu số 24 mình chốt với nhau cô đi nha. Thế còn câu số 25 thì sao? Câu này là câu quá khó. Trước khi bạn làm thì hỗ trợ trước cho bạn nè. Cái chữ house này nè là động từ nha. Chữ house này có nghĩa là chứa đựng, hoặc là có, hoặc là tọa lạc nha. Rồi thầy dịch nghĩa trước cho bạn cái chữ house, thì những chữ còn lại thầy mong rằng bạn đánh đúng. Được chưa? Rồi bạn rau cải, cái tên rất dễ thương, bạn rau cải chọn của Bi. Ok. Rồi anh Quốc biết chữ house là động từ rồi, thì anh Quốc đã chọn đáp án là câu gì? Bạn Lê Ngân chọn của Bi. Rồi ghi nhận ha. Còn gì nữa không? Ngọc Trương cũng chọn cô Bi luôn. Wow, đáp án Bi, tuyệt vời. Rồi cái chỗ này chắc là bạn làm bài nhiều, bạn thấy ngay cái cụm từ rất quen thuộc với nhau, đúng không em? Chính là cái chữ research, đúng không? Research facility, cơ sở nghiên cứu, đúng không em? Em dịch nghĩa ra nha, em dịch nghĩa thử nè. Cái cơ sở nghiên cứu, đúng không à, thì có hơn, chứa hơn 1 triệu đô la, đúng không? Tiền những cái cơ sở vật chất này, đúng không? Từ những cái dụng cụ này, tức là nó chứa dụng cụ mà đáng giá hết 1 triệu đô la nhá. Đáp án của em đó là câu B, đúng không? Research facility. Được chưa? Đấy. Câu số 25 đã xong, mình đá luôn câu 26 đi em, được không? 26 thì nghĩa lên thấy có bạn Lệ Trinh và bạn Hoa đều đồng quan điểm với nhau coi. 26 câu này dễ, câu này làm là thấy ngay, thì chả có gì phức tạp, đúng không em? Rồi bạn Đình Nhân 15 tháng 1 đi thi rồi. Trời ơi khổ quá. Thôi ráng đi bạn nha, ráng đi. Nếu mà không có thời gian đi học trung tâm á, thì thôi cứ ráng tham gia buổi livestream với thầy đó mà, và những giáo viên khác trên đúng cái trang chủ luôn nha. Giáo viên nào cũng sẽ livestream liên tục trong vòng cả tuần, nên bạn có thời gian bạn học được nha, chủ động cũng tốt. Rồi bạn thấy ngay cái chữ it is, đây là động từ to be em nha, mà đi với động từ to be đánh ngay tính từ, đúng không cả nhà? Ghi nhận ha, đi đánh ngay tính từ. Mà tính từ là chữ nào? Em bỏ ngay giùm thầy đu ly, xuất hiện anh còn lại chính là tính từ cần tìm. Đáp án là câu A, được không? Chưa? Đó, cái chỗ rất dễ làm nha, câu này chắc không cần nói nhiều, được không em? Rồi Giang Nguyễn Thúy Hằng cũng chọn đúng nha. Y giờ cộng ngay động từ to be, sau đó cộng ngay tính từ, bỏ ly, câu A. Rồi câu số 27, được không em? Câu số 27 thì bạn Hoa chọn câu C. Bạn Lệ Trinh hôm nay là hai bạn nữ vùng lên khởi nghĩa, đúng không? Toàn dẫn đầu quân số không nè. Bạn Trang, bạn Trương cũng chọn câu C, Hoàng Đăng cũng chọn câu C luôn. Rồi, còn gì nữa không ha? Thanh Hằng cũng chọn câu C hả? Rồi, ok, chắc bạn dịch nghĩa được, đơn giản mà ha. Bạn dịch ra thấy ngay nè. Removing, đúng không à? Cái chữ infected plant là những cái cây bị bệnh á, đúng không? As soon as possible, hãy remove là loại bỏ. Loại bỏ một cách cẩn thận. Rất chính xác. Hãy loại bỏ một cách cẩn thận những cái cây bị hư ngay lập tức. nha. Đáp án là câu C, dịch đơn giản thôi nha, không cần phức tạp đâu em ha. Rồi, đáp án là câu C. Rất tốt. Câu số 28. Cụm này thì quen quá ha. 28 thấy có 4 bạn chọn câu C rồi. Bạn Thúy Hằng cũng chọn câu C luôn. À, cái chỗ em cần nhìn chính là chữ generous, hào phóng. Đúng không em? Generous là hào phóng. Và hào phóng là một tính từ vì kết thúc bằng đuôi us. Cả nhà thấy ngay. Đúng em? Không giấu được mấy bạn rồi. À, đuôi us. Sau tính từ em chọn ngay một cái danh từ và chỉ danh từ này thôi nha. Lưu ý rằng nếu bạn chọn câu A thì nó bị sai nghĩa, thì dịch nghĩa luôn. Donor là người hiến tặng hoặc là người quyên góp nha. Và đương nhiên bạn dịch ra là sự quyên góp hào phóng của bạn nha. Cỡ nào chọn C đâu. Giống như bạn Văn Mạnh Ninh, bạn rất là hưng phấn, bạn spam câu C rất nhiều, không khéo lại ra những cái không phù hợp lắm. Rồi thôi quay lại luôn. Câu số 28 đã xong, mình tới luôn câu số 29 em ha. Câu số 29 nha. À, câu 29 câu này dễ lắm. 29 câu dễ cực kỳ luôn, nhìn phát thấy ngay, chả cần gì phức tạp. Rồi, bạn Ngọc Trương, bạn Lê Ngân đều cho là câu A ha. Thầy ghi nhận đáp án của hai bạn nha. Rồi, bạn Huy Tấn cũng cho là câu A luôn. Thanh Hằng cũng nghĩ là câu A. À, rồi hình như vải thưa không che được mắt thánh. Đúng không? Dùng câu vui nhau làm vải thưa không che được mắt thánh. Mấy bạn nhìn, mấy bạn giỏi quá nha. Không biết có làm cái đề này chưa, hay là có làm cái câu tương tự chưa mà đánh bách chiến bách thắng luôn. Rất tốt. Rồi những em còn lại, những bạn nào đánh hơi chậm hoặc là đánh chưa đúng á, em thấy ngay giùm thầy xung chấm có chữ seeking chính là verb in. Verb in thì chỉ có thể là câu A. Và chịu khó dịch nghĩa ra nha em nha. Dịch nghĩa ra thử đi nè. Trước khi tìm kiếm những cái trang web design, phải quan trọng là bạn phải rõ ràng về cái mục đích của website của bạn nha. Đáp án đó là câu A. Thế thôi. Được chưa? Ok, tốt quá. Đánh cứ như vậy ra thi nha. Ra thi mà đánh cực kỳ tốt như vậy ha. Đánh rất nhanh và rất chính xác là lợi thế rất nhiều, vì em còn thời gian em làm part 7. Đúng chưa? Phải vậy á. Câu số 30 thầy thấy thì có một mình bạn Thanh Hằng. Bạn Thanh Hằng thì bạn nghĩ rằng 30 là câu C, nhưng mà những bạn còn lại thì cho là câu A. Thì thầy không biết là động cơ gì để cho bạn chọn câu C, hoặc động cơ nào mà bạn chọn câu A. Câu số 130 thầy nói luôn là một câu rất điển hình trong đề thi TOEIC. Thầy chia sẻ thật sự như vậy luôn, là một câu rất điển hình trong từ vựng TOEIC. Vì câu này bạn sai cực kỳ nhiều. Thầy nói thẳng luôn, bạn sai rất nhiều. Thầy dịch nghĩa cho bạn thấy nè. Chọn sai nhiều quá ta. Chọn rồi thầy hỗ trợ nha. Đứng sau chữ ọp đúng không em, là danh từ cuối cụm thôi. Đồng ý không? Là danh từ cuối cụm ha. Và anh này là danh từ, anh này là danh từ, anh này là danh từ. Cả ba đáp án của em đều là danh từ hết. Thế mới khó nha. Được không? Và bây giờ thầy dịch nghĩa ra, em phải ghi nghĩa nha. Em chọn sai, em chọn chưa hợp lý, em ghi nghĩa lại giùm. Professional này là chuyên gia. Rồi, professionalism là chuyên nghiệp. Và profession, cái anh này gọi là chuyên ngành. À, hoặc là công việc. Lưu ý giùm thầy ba chữ này bạn nha. Ba chữ này nghĩa nó không có gì giống nhau luôn á. Thầy nói thiệt luôn á, không có gì giống nhau luôn á. Câu A là sự chuyên nghiệp, câu B là chuyên gia, và câu D là chuyên ngành. Đó, như vậy rõ ràng tôi biết luôn đây là danh từ rồi, mà tôi không biết nghĩa thì rất khó đánh. Đồng ý không cả nhà? Như vậy lúc này thì phân tích tiếp nè. Em nhớ giùm thầy câu B và câu C là hai danh từ đếm được. Được không em? Đây là hai danh từ đếm được. Tại vì nghề nghiệp thì bạn đếm được, và người chuyên gia bạn cũng đếm được. Thầy nhắc lại luôn, danh từ đếm được bạn phải có n là số ít, SES là số nhiều đối với danh từ đếm được nha. À, như vậy thì câu B lẫn câu C chưa hợp lý rồi, mà đáp án nó phải là câu A. Khó như thế. Professionalism, tính chuyên nghiệp. Thầy dịch nghĩa luôn nha, dịch nghĩa luôn nè. Một cái tính chuyên nghiệp cao thường có nghĩa là cá nhân sẽ phối hợp rất tốt trong những cái tình huống cụ thể, những tình huống bình thường trong nhiều cái trường hợp khác nhau. Được chưa? Đáp án đó là câu A nha. Một câu nhưng rất nhiều thứ để nói. Ghi nhận lại dùm thầy về ý nghĩa bạn nha. Được không? Rồi mình đẩy nhanh qua luôn câu số 131 đi em. Được không? Rồi tôi nói đề này hay nha, sẽ có nhiều câu nó hay nên cố gắng bạn ghi chép lại. Đừng để cái từ vựng làm khó mình em nha, trong cả phần nghe lẫn phần đọc. Được không em? Rồi xin phép chuyển luôn sang câu số 131 bạn ha, câu số 131. Rồi chờ đợi đáp án nha. Bạn Hoa bạn chọn cú đi một người. Rồi cứ đánh đi bạn, cứ đánh đi ha, cố gắng lên. Uống ngụm nước cho đỡ coi, nói dữ quá khang cả họng. Rồi bạn Lê Ngân, bạn Huy Tuấn, bạn Đình Nhân, Tú Anh cũng cho là cô đi luôn, và thầy tin chắc rằng những bạn khác cũng sẽ chọn được cô đi. Cái chữ additional này chính là bằng chữ extra, fee, cost hoặc là charge, một nghĩa thôi đúng không ạ? Phụ phí. Đúng không em? Cái cụm này quen quá ha, em ghi lại nếu cần nha. Additional hoặc là extra, bạn đi với cost, bạn đi với fee, bạn đi với là charge, có nghĩa là phụ phí ha. Rồi bạn Mạnh Ninh bạn chọn cô đi, bạn Yuki Nhung cũng chọn cô đi, rồi bạn Venus cũng chọn cô đi, rất tốt. Và tất cả bạn phía trên đều chọn cô đi ha, ghi nhận cho thầy nha. Nếu lỡ có chọn sai á thì mình quanh lại cho kịp. Được chưa? Rồi Tố Yên Nguyễn cũng chọn cô đi luôn em ha. Câu số 32 kịp không ạ? Câu số 32. Thế thì câu 32 lại là câu đi chia thì, đúng không cả nhà? Câu 32 lại là câu đi chia thì nha. Mà dư thì em bỏ ngay giùm thầy cái chữ has. Em bỏ ngay giùm thầy cái chữ has. Cái chữ dư không thể chia số ít như vậy đọt. Đáp án là câu B hoặc là câu D. Thứ nhất, thứ hai thầy nhấn mạnh luôn, thầy nói là rất nhiều lần. Khi sau chấm chấm xuất hiện tân ngữ, bạn chọn ngay chủ động. Đúng không em? Tân ngữ thông thường 99% là đi với câu chủ động. Thế thôi, đáp án là câu đi. Và cái chữ led này thì dịch nghĩa luôn nha, đó là chủ trì, chứ không phải là dẫn đầu nữa nha. Trong tình huống này mình dịch là chủ trì nha, bạn chủ trì rất nhiều những cuộc thảo luận nha. Đáp án là câu đi. Lưu ý giùm thầy và cả nhà nha, đừng chọn sai. Rồi câu số 33 kìa không em? 33 này có Hoa, có Ngân chọn cô B nè. Rồi thì ghi nhận nha. Huy Tuấn này bắt đầu dành lại tiếng nói cho đàn ông đúng không? Đó, Phạm Cường nè, đúng rồi. Mấy ông nam là phải xông xáo lên đúng không? Đừng để mấy chị nữ chiếm ưu thế, mình ngại lắm. Đâu em? Tôi lên nam tôi thấy cũng ngại. Rồi Tường Vi Tường Vi chọn câu 32. Rồi 4 bạn đã chọn câu 33 rồi đúng không ạ? Rồi Tú Anh cũng chọn cô Bi luôn. Ok, thứ nhất nè thì nói bạn nghe nè. Thứ nhất nha, sau chấm chấm bạn dịch nghĩa em thầy cái chữ appliance, chữ này cực kỳ quan trọng luôn. Chữ này không nhớ nghĩa là rất là thiệt thòi. Appliance nó chính là trang thiết bị gia dụng. Được chưa? Khi em biết nghĩa là thiết bị rồi, em chọn ngay em thầy cô Bi, equipped, trang bị. Đúng không? Nhưng mà cái thứ hai, cái mà thầy mong muốn các bạn sẽ nhớ, nhất là những bạn học nâng cao của thầy á, thì thầy có đề cập cái chỗ này nha. Cái chữ equipped sẽ đi với chữ with, trang bị với, được không? Nhưng mà chỗ này thì bạn thầy muốn lưu ý em hai thứ. Thứ nhất là cái từ vựng cái chữ appliance, em phải nhớ là thiết bị nha. Đương nhiên em chọn của B là trang bị rồi. Và thứ hai em nhớ này cái chữ with, equipped thì đi với chữ with nha. Đáp án đó là của B. Rồi, ghi nhận câu số 33 xong. Câu số 34 thì tất cả đều đồng lòng ở câu C. Nhanh quá tôi chạy không kịp mấy anh chị luôn. Chủ ngữ của bạn là chữ parking lot, chỗ đậu xe, bãi đậu xe. Bạn thấy ngay ABCD đều đánh được hết, nhưng không xuất hiện tân ngữ, không có tân ngữ, bạn chọn ngay bị động. Mà bị động á, đáp án chỉ có thể là câu C thôi. Thậm chí chịu khó dịch nghĩa ra đi em. Dịch nghĩa thử nha. Rồi trong khi cái bãi đậu xe đang được sửa chữa, đúng không em? Chốt luôn câu C nha, đơn giản rồi đúng không? Rồi đáp án của em sẽ là câu C nha, này không có gì nói. Câu số 34 đã xong, 35 cũng vừa kịp trồi lên. Được chưa? Rồi câu số 35 cả nhà ha. Coi làm ăn sao, dạo này thế nào. 35 thì có em Hoa, em chọn cô đi. Một người. Không biết bạn Hoa. Rồi một người chọn cô đi. Ok. Chị Hoa chọn là anh Hoàng Đăng. Anh like thế mới hay. Tài tình thế. Ui dồi anh. Chị cứ comment là anh like thế mới hay. Tài tình quá. Rồi quay lại cái câu này ha. Câu số 35 nhiều người chọn cô đê quá ta. À nhiều người chọn cô đê quá ha. Ồ 35 hình như tất cả bạn đều chọn cô đê. Các bạn chọn câu C gì đó. Rồi ok không? Còn gì nữa không em? Còn gì nữa không? Rồi suy nghĩ kỹ nha. Câu số 35 đó mà. Rồi 35 thầy dịch nghĩa bạn luôn. Rồi để đáp ứng được nhu cầu, đúng không? Được đáp ứng nhu cầu của cái việc là dân số gia tăng rất nhanh thì chúng ta cần một cái đa dạng gì đó, đúng không ạ? Trong việc là tạo ra sản phẩm, được không? Hình như không bạn nào chịu dịch nghĩa ra hết thì phải. Bạn chọn rất nhanh là bạn không chịu dịch nghĩa ra. Thì cho bạn thêm 1 phút nữa để bạn dịch nghĩa ra nha. Rồi dịch nghĩa thử đi bạn. Toàn từ mới, đúng rồi, từ mới mới học chứ. Từ mới mới học chứ em. Rồi có được không à? Rồi tôi dịch nghĩa dùm luôn nha. Khổ quá. Cái chữ indication đó mà là chỉ định nè. Perspective là quan điểm nè. Hoặc là ý tưởng ha. Depth là chiều sâu. Và image là tranh ảnh. Thế thì chọn đáp án nó sẽ là câu B. Đờ ra dịch nghĩa nè. Chúng ta cần rất nhiều quan điểm, cần một số lượng đa dạng những quan điểm, những ý tưởng để tạo ra sản phẩm nha. Đáp án đó là câu B. Còn những câu kia đánh không hợp lý đâu. À, cẩn thận dùm. Câu này tôi chờ hoài, tôi chờ tới phút cuối luôn mà cũng không ai chọn đúng được. Nguy hiểm quá nha. Đáp án của em nó sẽ là câu B. Perspective là những quan điểm, những cái ý tưởng. Đờ ra. Khó quá nha. Rồi câu số 36 đây bạn ha. Bạn làm một lèo 36 và 738 luôn nha. Thì uống ngụm nước một cái. Rồi câu số 136 có nhiều người chọn câu B nhưng cũng có bạn chọn câu C, đúng không? Thế lúc này bạn thấy ngay cái chữ interview là danh từ, mà đứng trước danh từ tôi có một cái tính từ. Đáp án chắc chắn là câu B hoặc là câu D. Thế thì ghi nghĩa luôn bạn nha. Cái chữ fascinating chính là bằng chữ interesting. Và fascinated chính là bằng chữ interested. Thế mới tài tình chứ, đúng không à? Nhưng mà lúc này bạn nhìn nè, interview là một cuộc phỏng vấn. Đó em, là một cuộc phỏng vấn. Vì cuộc phỏng vấn này nó không thể nào mà nó có cảm xúc được, nó không thể cảm thấy thú vị được, mà nó mang tính chất rất là thú vị. Như vậy fascinating là tính chất nha, đi với vật. Còn interested là cảm xúc, đi với người. Đờ ra, đáp án đó là câu B, đúng không? Vật thì vật chỉ có tính chất thôi, không thể nào có đánh khác được nha. Một buổi phỏng vấn rất là thú vị, ghi nhận nha. Rồi câu số 137 nghĩa lên thì nãy giờ thầy chờ hoài thì có một vài bạn chọn được câu C. Thì thử dịch nghĩa ra thử nha, thì dịch nghĩa ra luôn ha. Rồi công ty TV á, thì đang chuẩn bị cancel, hủy bỏ những cái kênh này, được không à? Trừ khi, dịch nghĩa nha, trừ khi nhà quảng cáo đồng ý, đâu à, giảm giá. Đó, Được chưa? Cái này mà mình không dịch nghĩa ra mình hay chọn của D lắm, rất hay chọn của D, khổ vậy đó nha. Như đã phán là câu C, không phải bởi vì em nha, mà là trừ khi. Dịch nghĩa lại nè, công ty TV thì đang sẵn sàng cancel, hủy những cái này, đúng không? Câu số 35 không phải dịch như vậy hả? Thì nghĩ là câu B với bạn nhà, những quan điểm. Rồi, câu số 38. Được mà. Câu số 38 bạn chọn đáp án đó là câu gì ta? Cái câu số 35 á, để suy nghĩ lại nha, làm nhanh. Và thầy nghĩ nó sẽ là câu B, không? Những quan điểm khác nhau. Được mà. Rồi. Nhưng cần những cái hình ảnh thì không phù hợp lắm. Câu số 38 thì bạn chọn đáp án là câu gì ta? Câu D, except mang nghĩa là trừ khi, ngoại trừ, đúng không ạ? Ngoại trừ, ngoại lệ. Regarding là liên quan tới, đúng chưa? Và chỗ này chịu khó dịch nghĩa ra thấy ngay, dịch nghĩa ra thấy ngay, dịch thử nha. Rồi, hãy chắc chắn rằng không có bất kỳ ai ngoại trừ bạn có thể truy cập được máy tính. Được chưa? Nhưng mà câu số 38 á, bạn phải dịch cho đúng thì bạn mới đánh được đáp án là câu đi nha. Hãy đảm bảo rằng không có ai ngoại trừ bạn có thể truy cập được máy tính nha. Đáp án đó là câu đi. Được chưa? Rồi tranh thủ luôn cho nó xong ha. Câu số 39 cũng là từ nó khá khó đó mà. Cái chữ arrange chính là bằng chữ array, chính là bằng chữ range, chính là bằng chữ selection, và tương tự với chữ variety luôn. Đúng rồi, array là một dãy thì cũng gần đúng, được không ạ? Cái chữ array này có nghĩa là tập hợp, được không ạ? Nó nghĩa là tập hợp. Vậy đối với câu số 139 bạn dịch nghĩa ra nha, và bạn thấy luôn array đi với chữ of luôn, bằng những chữ trên bảng trên đây nha. Thì bạn chọn dùm đáp án bạn nó sẽ là câu A. Được chưa? Một mảng trong lập trình, chính xác. Nhưng mà chữ array trong lúc này mình dịch là một tập hợp nha. Rồi, đúng không? Một tập hợp những cái sản phẩm, đúng không? Mà thu hút, đúng không? Tới phần lớn những cái khách hàng. Được chưa? Đáp án là câu A. Rồi, câu cuối cùng bạn, câu số 140. Được em? Câu số 140. Nếu mà câu 35 cái key của bạn đó là, rồi 35 key là câu B. Đúng rồi, 35 key là câu B. Thầy dịch đúng mà. Thầy nghĩ là câu B với perspective chứ sao mà images được. Rồi câu số 40 ha. Câu số 40 kịp không? Ngân em cứ dịch nghĩa lại nha Ngân. Đúng mà. Tại câu B là quan điểm á, không là lại. Rồi câu số 40 thầy dịch nghĩa cho bạn luôn nha. Irrelevant, không liên quan. Surplus là dư thừa. Optional đó là tùy nghi, tùy chọn. Và urgent đó là cấp thiết. Đúng không em? Đó là cấp thiết. Quen quá rồi. Bạn dịch nghĩa nha. Bởi vì cái nhu cầu rất là cấp thiết, mà đơn thì sẽ được xem qua trong cả ngày. Đúng không? Câu số 40 đáp án bạn đó là câu đi. Được chưa? Trong nhu cầu cấp thiết. Được không? Rồi, như vậy thì cũng vừa xong ha, nói liên tục mệt quá, liên tục. Đề này cũng tương đối khó, đâu mà dài dòng nhiều thứ quá. Như vậy thì câu số 140 cũng là câu kết thúc cái đề ngày hôm nay nha. Thì hy vọng bạn sẽ ghi chép và ghi nhận được thêm nhiều từ mới, cũng như là ôn lại những cái kiến thức cũ, đâu mà. Rồi câu số 1, ok, còn câu số 135 đáp án là câu đi thôi mà. Ok cũng có thể ha, nhưng mà thầy vẫn dịch ra của bi thì thấy vẫn hợp lý, vẫn khổ. Application là ứng dụng, đúng rồi, nhưng lúc mà dịch là đơn ha. Rồi thôi thì chắc xin tạm thời mình chia tay nhau ở đây, đúng không? Để cho bạn dưỡng sức cũng như là để nghỉ ngơi nha. Đêm cũng đã dài rồi, 9 giờ rồi, đúng không ạ? Cũng vừa xong cái đề. Thế thì hẹn gặp nhau vào những buổi livestream sắp tới. Bạn nhà hôm nay ngày thứ 3 đúng không? Thì ngày thứ 5 và ngày thứ 7 thì vẫn sẽ tiếp tục livestream nha. Sẽ tìm những cái đề khác, những cái đề nó tiếp tục nó hay, nó bổ sung từ vựng kiến thức cho bạn luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn cực kỳ nhiều. Không ạ? Hẹn gặp lại vào những buổi livestream sắp tới nha. Rồi chúc cả nhà ngủ ngon.